thật hư thông tin Bộ Công an điều tra lùm xùm từ thiện miền Trung. Mới đây, trên mạng bất ngờ lan truyền thông tin Cục C03, Bộ Công an đã chính thức vào cuộc điều tra về lùm xùm từ thiện lũ lụt ở miền Trung vào tháng 10 năm 2020 vừa qua. Giải thích về thông tin trên, chiều 20 tháng 9, lãnh đạo Cục C03, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Bộ Công an cho biết đơn vị chưa vào cuộc điều tra về những lùm xùm từ thiện liên quan đến lũ lụt. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh rằng hiện tại, Cục chưa nhận được bất kỳ đơn thư nào liên quan đến vấn đề nêu trên. Trong suốt thời gian gần đây, hàng loạt vụ ồn ào đặt ra nghi vấn về việc làm từ thiện của một số nghệ sĩ như nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh và nhiều nghệ sĩ khác đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Tuy nhiên, sự việc chỉ mới dừng lại ở mức chỉ trích lẫn nhau trên mạng xã hội, chứ chưa thực sự có ai đứng ra tố cáo và đưa ra bằng chứng. Trước các làn sóng chỉ trích dữ dội của dư luận, hiện MC Trấn Thành và Thủy Tiên đã đến ngân hàng sao kê số tiền quyên góp từ thiện, nhưng việc này vẫn chưa thể xoa dịu được dư luận mà chỉ có sự can thiệp của công an và kiểm toán mới có thể giúp cho mọi người phân biệt rõ ràng và lấy lại niềm tin đã đánh mất.